Xin chào tất cả các bác nha. Ngày bên shop giới thiệu các bác hạt giống hạt rau muống siêu ngọt, hàng Julian của Thái, hàng nguyên bao bì của Thái đây. Đó. Đây, hạt muống siêu ngọt nha, rau muống siêu ngọt. Mỗi gói này được 10 gram. Đó, 10 gram. Đây, hàng nguyên bao bì của Thái đó. Nó muốn siêu ngọt các bác nhé. Các bác nào thích ăn cái loại nhiều ngọt thì chúng ta mua loại này về để trồng. Lưu ý là cái này thì nó sẽ, khi mà các bác muốn ăn loại nhiều ngọt như này thì chúng ta sẽ phải trồng ở dưới nước, thì nó sẽ vươn ngọn ra đẻ nhánh rất là nhiều. Đó, ngọn rất là nhiều nhé. Một gói 10 gram, hàng nguyên bao bì của hãng Julian.